trong quy trình chăm sóc da thì việc sử dụng sữa rửa mặt là bước quan trọng giúp loại bỏ các bụi bẩn ngăn ngừa mụn ngăn ngừa lão hóa mụn ẩn giúp da sạch sâu hơn thế nhưng để sữa rửa mặt rau củ phát huy tác dụng và hiệu quả tốt hơn chị em nên nắm được những bước sử dụng cơ bản trong video này mình sẽ hướng dẫn các bước chăm sóc da với dòng sữa rửa mặt rau củ cho những bạn chưa biết cách sử dụng hiệu quả cho da nhé bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. khi sử dụng sữa rửa mặt chị em nên áp dụng các bước đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất. Đối với sữa rửa mặt rau củ, cách dùng cũng như các loại sữa rửa mặt khác. Bước 1, lấy một lượng sữa rửa mặt vừa đủ ra tay và thoa đều lên da. Bước 2, kết hợp massage nhẹ nhàng trên da theo chiều xoắn ốc, đặc biệt các vùng bụi bẩn thường tích tụ và khó làm sạch da như cằm, sống mũi, chán khoảng 1 đến 2 phút. Bước 3, đợi khoảng 2 đến 3 phút để sữa rửa mặt sủi bọt và đào thải độc tố trên da. Bước 4, rửa sạch da bằng nước lạnh giúp xe khít lỗ chân lông và kết hợp massage giúp da thư giãn mạch máu lưu thông. Ngoài ra, khi sử dụng sữa rửa mặt rau củ cần lưu ý như sau, vệ sinh tay sạch sẽ và lau tay khô, để sữa rửa mặt phát huy tối đa khả năng sủi bọt, không nên để sữa rửa mặt lưu trên da quá 4 phút dễ khiến da khô và kích ứng. Cuối cùng là bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt rau củ hàng ngày vào buổi sáng và tối để làm sạch, thải độc cho da. Tuy nhiên đối với những người có làn da khô nên sử dụng 3 lần trên tuần. Sữa rửa mặt rau củ hoa quả hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt rau củ hoa quả hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.